Như vậy cái kháng thể của một con người mà vừa rồi đây trên mạng hầu như là YouTube mỗi bác sĩ, mỗi người đều nói về cái tác dụng vaccine rồi cái cách xông hơi đồ làm cho kháng thể vân vân, nhiều 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 video clip lắm. Nhưng mà cũng không cứu vãn được, lý do gì? Nghiệp con người đến lúc phải trả, đó là sát nghiệp quá nặng. Cho nên thành ra sát báo bây giờ phải đến với họ. Nếu ai sát nghiệp nặng thì nó tới trước, mà nhẹ nhẹ thì nó tới sau. Mà muốn muốn để nó khỏi tới thì ngay trong lúc này chỉ có thành tâm niệm Quan Âm, trì thần chú Đại Bi, ăn chay sửa lỗi, hướng thiện, phóng sanh. Và nó có một cái cách để mà hóa giải những cái độc tố cũng như là virus tấn công vào cơ thể của mình, nó không có phát tác được và nó không vào được. Thì con người này phải luôn luôn có tấm lòng vị tha, mà nhà Phật gọi là lòng từ bi. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Từ là đem cái tình thương đến cho mọi người, bi là giúp những người đang bị khổ đau. Thì con người này có một kháng thể đặc biệt, cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói con người mà niệm Phật mà ăn chay tu hành làm sao khởi được cái lòng từ, thì chính cái lòng từ là tình thương này nè, và lòng từ bao dung này nè, nó có một cái kháng thể trong cơ thể rất mạnh, ít có bệnh tật, hầu như không có bệnh tật luôn. Mà mọi người nói là lòng vị tha đó. Giờ làm sao để lòng từ mình được phát triển lên? Niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì lòng từ người này sẽ phát triển, do cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm chứa sẵn cái công đức từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ trong đó rồi. Cũng như một viên thuốc hoàn hảo, nó chứa hết tất cả những tá dược dược liệu nằm trong đó hết rồi. Cho nên người thường niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, mà cái thể tánh của mình là tánh nghe, tánh thấy, tánh biết, nó đồng với cái pháp, là cái lực dụng, là cái công đức danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm, đó là cái lực dụng. Mà cái lực dụng của Bồ Tát Quan Âm trong danh hiệu đó là lưu xuất từ cái thể tánh của Bồ Tát Quan Âm. Mà cái thể tánh của mình với thể tánh của Bồ Tát Quan Âm nó là đồng nhất thể. Nhưng mà do mình trái giác hợp trần, trái với thể tánh, trái với tánh giác ngộ, hợp với trần lao phiền não, tạo nên gọi là khởi hoặc tham sân si, tạo nghiệp sát trộm dâm, rồi phải thọ khổ, sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, cầu không được, và sanh vô tam đồ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chịu khổ. Do mình nghịch với tánh giác, hợp với trần lao. Bây giờ mình niệm danh hiệu Bồ Tát, niệm danh hiệu Phật Trì Đại Bi, là trở lại với tánh giác của chính mình, thì cái trí tuệ của người này phát sanh ra. Đặc biệt cái trí tuệ của người này phát sanh rất nhanh. Cho nên Ấn Tổ hay nói là cái danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật là quả giác của Phật tu đã thành. Cái danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là quả giác của Bồ Tát tu đã thành rồi. Và cái công đức trì thần chú Đại Bi là quả giác của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn tu đã thành. Lấy cái quả giác làm ở nhân địa để mình tu, thì người này tu hành rất nhanh. Còn tự thân mình để mà khai triển được cái tánh giác của mình, mà thường hay nói rằng là tự tánh mình có sẵn Phật tánh, mà để mà tự mình để mà khai triển được cái tánh giác để nó đầy đủ tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông á, để mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì lâu lắm, sợ mình làm không nổi nữa, ba đại A Tăng kỳ kiếp lận ạ. Còn nếu mà trong một đời này thôi, lấy cái pháp trợ hạnh đó là bố thí cúng dường để tăng trưởng lòng vị tha, phóng sanh ăn chay để tăng trưởng lòng vị tha, đó là trợ hạnh, in kinh in tượng Phật tăng trưởng lòng vị tha.